Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái máy soi da kết nối với điện thoại dành cho hệ điều hành iOS và Android luôn ha. Có thể kết nối với TV, máy tính luôn được luôn. Giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng của cái máy này ha. Máy này là bao gồm một cái phụ kiện này, cái dây sạc cho mình và một cái đế, hai cái đế. Cái này là để mình cầm xuống khi mà không sử dụng, còn cái này là mình sử dụng thường xuyên thì mình để vậy luôn. Rồi khi mà sử dụng cái máy này á, trước tiên á, là mình phải cái kết nối sử dụng cái app của bên nhà sản xuất. Cái app này có tên là Masi này này. Đấy. Là mình tải cái ứng dụng này. Ví dụ mình sử dụng bằng điện thoại iPhone iOS hay là iOS thì mình vào cái App Store. Mình vào cái App Store này này để tải. Rồi, mình gõ tìm kiếm là Maxi giống như trên hình luôn. Mình luôn. Đó, và mình tải cái app này về. Rồi sau khi mình tải xong cái app này, đó là giờ mình mở cái trình duyệt app này lên. Tương tự cái máy hệ điều hành Android cũng được ha. Máy điện thoại nào cũng được hết đó. Rồi. Sau khi mà nó hiện lên như vậy là mình sẽ kết nối cái Wi-Fi giữa cái máy này và máy này bằng cách mình nhấn giữ cái nút nguồn. Mình nhấn giữ cái nút này nè. Mình nhấn giữ ha. Nhấn giữ lúc nào mà cái đèn nó sáng là ok. Cái này là điều chỉnh cái bóng led, đèn led sáng và tối. Thường thường là mình cứ bật sáng hết luôn để cho nó soi cho nó rõ ha. Rồi, giờ mình sẽ vào cái Wi-Fi. Mình vô Wi-Fi. Mình bấm vô cái mạng Wi-Fi của mình á, xong là mình kết nối với cái chữ Maxi này này. Mình kết nối. Kết nối với Maxi của cái này. Rồi khi nó kết nối nó hiện thành công rồi này. Và lúc đó là mình ra cái app lúc nãy á. Đây cái app Maxi này. Rồi sau đó mình sẽ soi, mình mở nắp ra. Đây có cái nắp máy này thì nó rất là tiện lợi ha, sử dụng nó đó. Ví dụ mình muốn soi cái vùng da này. Đấy, em đang soi cái vùng da tay của em. Tương tự mình muốn soi da mặt vậy thì mình cứ vặt. Trên này nó có một cái nút để mình điều chỉnh cái độ phóng to đó. Thường thường là mình cứ ám sát cái máy này vô da luôn. Và sau đó mình sẽ điều chỉnh vặn cái này đó, vặn cái đến khi nào mà mình thấy cái da nó ok thì thôi đó. Tương tự mình muốn phóng to thì mình phóng to lên đó. Đấy. Tại vì cái da tay của em á, da nó không có bị mụn á, nên nhìn cái đường rận nó còn collagen rồi. Nếu mà da soi da những da bị tổn thương á thì nhìn mình thấy rõ hơn thôi. Đó, mình cứ ám sát vào da và mình cứ vặn cái này. Vặn khi nào mà mình thấy cái màn hình điện thoại á, nó rõ nhất có thể thì lúc đó thì mình được. Tùy mỗi vùng để mình điều chỉnh cái này. Ví dụ em soi đây thì nó mờ này. Đó, xong rồi em sẽ điều chỉnh này. Điều chỉnh cái này. Đó, điều chỉnh để cho nó rõ lại. Cái này do mình phóng to quá. Rồi mình phóng nhỏ lại. Đấy. Được rồi. Sau khi mình trên cái điện thoại nó có bốn cái này này.
Cái này là cho mình chọn cái độ phân giải của nó, mình chọn cái chế độ phân giải cao nhất luôn. Là 1920 1080, nó cũng phải 4K luôn ha. Đó, mình chọn độ phân giải cao lên. Sau đó cái này là cái video này. Nó sẽ cho mình quay phim. Tức là trên cái app này nó sẽ cho mình một cái nút chụp ảnh này, chụp hình này. Ví dụ trong lúc mình soi, mình muốn chụp cái hình này thì mình nhấn chụp hình. Sau đó mình vô đây, mình vô trong này. Đó, sau khi mình soi, mình vô trong này, ở trên này có hai cái, trên này là video này, dưới này là hình ảnh này, nó có biểu tượng này. Rồi mình vô. Đây là mình vô cái hình ảnh lúc nãy mình vừa chụp xong, rồi mình muốn gửi Zalo cho khách hay là mình muốn lưu gì đó là mình vô cái này mình gửi này. Đó, có cái này. Đó, ví dụ mình gửi Facebook hay Zalo gì đó là mình gửi thôi. Đó. Tương tự mình muốn quay video. Ví dụ em soi da cái đoạn da này, mình muốn quay lại cái video cái quá trình của mình soi da cho khách thì mình bấm vô quay video. Đó là máy nó hiển thị quay video. Mình muốn dừng thì mình bấm một lần nữa mình dừng. Tương tự mình sẽ vô trong này là có cái mục video của mình mới quay xong. Tương tự mình muốn gửi cho khách gì đó thì mình gửi cho khách thôi. Đó, mình muốn vô cái này hay là mình muốn gửi cái đoạn video này cho khách thì mình nhấn vô gửi thôi. Tương tự các bạn nhớ trong này là có cái chế độ phân giải này, mình nên bỏ cái chế độ phân giải nó cao nhất để cho tùy theo mỗi cái điện thoại có mỗi cái độ phân giải nó cao hơn để mình sử dụng cho nó hình ảnh nó sắc nét hơn ha. Rồi sau khi mình sử dụng xong thì mình sẽ nhấn cái nút này để mình tắt, nhấn giữ đó, màn hình nó tắt. Là khi mình sử dụng xong thì mình nên nhớ mình để cái nắp này lại này để tránh trường hợp bụi bẩn nó vào trong cái camera này, nó sẽ làm cho mình nó bị dơ, nó mờ, mình để lại. Rồi khi nào mà hết pin á thì mình sạc, nó cho mình một cái bộ dây. Cái này thì mình kết nối sạc mấy cụ sạc giống như điện thoại bình thường thôi, mình cắm vào mình sạc bình thường là được. Rồi xin chào các bạn, hẹn lại các bạn những video tiếp theo ha.